Xin trân trọng kính mời đồng chí Lưu Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, thay mặt đoàn đại biểu dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, đoàn đại biểu Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã về thăm khu Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, tổ chức lễ dâng hương, dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ trùng cháu xin được kính báo với bác có đồng chí Lưu Văn Thanh, là Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cùng tất cả quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa bác, đoàn đại biểu xin bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của người, vì lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng của người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực hiện lời dạy của người trong những năm qua, cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Kính thưa bác, trong những giờ phút thiêng liêng này, chúng cháu càng thêm nhớ bác, biết ơn, kính trọng, tự hào về bác vô cùng. Chúng cháu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của người. Kính mong người phù hộ trì cho đất nước phồn vinh, cho nhân dân hạnh phúc, phù hộ cho quý vị đại biểu luôn giành được nhiều thắng lợi. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, đoàn đại biểu xin phép tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lưu Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, thay mặt đoàn đại biểu dâng lễ nén hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để tưởng nhớ tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào đồng chí đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì phúc cho nhân dân, phút tưởng niệm bắt đầu. Và trong